Ngày 2 tháng 4, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi họp bàn phương án thu hồi những khoản chi sai khi mời ông Võ Hoàng Yên và cộng sự về khám chữa bệnh cho người dân địa phương vào hồi tháng 7 năm 2020. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, từ ngày 11 đến 12 tháng 7 năm 2020, địa phương đã chi gần 200 triệu đồng mời ông Võ Hoàng Yên và nhóm cộng sự về khám chữa bệnh cho người dân. Theo kết quả rà soát, ông Võ Hoàng Yên đã khám cho khoảng 776 người dân địa phương mắc các bệnh câm điếc bẩm sinh, bại não, bại liệt, teo cơ. Tuy nhiên, sau 8 tháng, không người nào khỏi bệnh. Trong văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh hồi cuối tháng 3, Sở Y tế Quảng Ngãi xác định việc thực hiện các kỹ thuật của ông Võ Hoàng Yên không đúng theo đăng ký. Đơn vị sẽ rút kinh nghiệm, tăng cường giám sát trong các chương trình tiếp theo. Cũng theo ngành y tế địa phương, đoàn ông Yên khám chữa bệnh từ thiện miễn phí, nên việc huyện Bình Sơn sử dụng ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động này là không phù hợp. Đội 7 PC03 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với đội 3 Cục Quản lý thị trường thành phố kiểm tra căn nhà trên đường Nguyễn Giản Thanh, quận 10, phát hiện số lượng lớn thuốc tân dược, thực phẩm chức năng nghi nhập lậu. Tại thời điểm kiểm tra, căn phòng rộng khoảng 20m² nằm trên tầng 2 của căn nhà. Lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn hộp thuốc tân dược và thực phẩm chức năng với khoảng 20 loại như điều trị bệnh đái tháo đường, tim mạch, xương khớp đều không có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ mua bán. Thông tin từ đoàn kiểm tra, toàn bộ số tân dược, thực phẩm chức năng nói trên đều không có nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ mua bán. Theo nhận định từ cơ quan chức năng, số thuốc này là hàng nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam, sau đó chủ hàng mang đi bỏ xỉ cho các tiệm thuốc Tây trên địa bàn. Được biết, số tân dược và thực phẩm chức năng này có giá bán ra khá cao trên thị trường, từ vài trăm ngàn đồng cho đến vài triệu đồng một hộp. Theo cơ quan quản lý thị trường, toàn bộ số hàng nói trên được lập biên bản xử lý, cũng như tiến hành niêm phong tạm giữ để điều tra làm rõ. Trước việc hàng trăm phụ huynh kêu cứu vì sau hơn 6 năm theo học, con em họ không được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông và không có bằng chuyên môn, lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam giải thích do xảy ra lỗi kỹ thuật nên học viên không được cấp bằng. Theo lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam, có 273 học viên không lấy được bằng trung cấp chuyên nghiệp. Lý do là năm học 2012-2013, trường mở thêm hệ đào tạo bậc cao đẳng diễn viên múa. Đây là chương trình tích hợp gồm hai giai đoạn, trung cấp và cao đẳng. Tuy nhiên khi triển khai, nhà trường khi đó đã quên, không đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào từ trình độ trung cấp, không đăng ký phôi bằng trung cấp cho các khóa đào tạo tích hợp trình độ trung cấp, cao đẳng với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi thực hiện tuyển sinh và đào tạo thì việc mà đây là một trong những cái phần mà được gọi cho là cái phần lỗi kỹ thuật. Khi thực hiện là cao đẳng của Việt Nam đã không triển khai tuyển sinh đăng ký với cái đầu vào trúng tuyển đối với học sinh trúng tuyển với Bộ Giáo dục Đào tạo đã đăng ký vào cái đầu vào trung cấp là 273 học sinh đã và đang học theo cái hệ trung cấp, liên thông trung cấp, cao đẳng, không có bằng tốt nghiệp trung cấp. Theo khung chương trình tích hợp đào tạo chuyên môn và văn hóa cho Học viện Múa Việt Nam, những em học theo chương trình này không có bằng trung học cơ sở, trung học phổ thông như học sinh bình thường. Nhưng sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp chuyên nghiệp, được quyền thi lên các trường đại học đào tạo về nghệ thuật thuộc hệ thống Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hiện nay, do nhu cầu muốn có bằng trung học cơ sở, trung học phổ thông để có thể chuyển nghề khác khi không theo đuổi nghiệp múa, học viện đã liên kết với các trung tâm giáo dục thường xuyên để người học có bằng văn hóa. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vừa trả lời về tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam. Trong trường hợp Học viện Múa đào tạo đầy đủ chương trình theo quyết định số 92 năm 2004 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp thì sẽ được cấp bằng tốt nghiệp theo thẩm quyền. Bộ này cũng đồng ý để học viện in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành, cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong trường hợp học sinh đã hoàn thành chương trình theo quy định tại thông tư 16 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Người dân khu vực Suối Lựng, khu dân cư Lôi Động, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh của tỉnh Hải Dương phản ánh, thời gian qua không chỉ cuộc sống bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn bụi bẩn mà hoạt động khai thác khoáng sản của công ty vật liệu xây dựng Chí Linh cũng đang khiến cho một số ngôi nhà của người dân ở khu vực này bắt đầu có hiện tượng bị nứt tường. Mặc dù họ đã gửi đơn lên chính quyền địa phương, nhưng hiện nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. VTC1 đã tìm hiểu sự việc này. Khu khai thác đất sét 8,1 ha thuộc công ty xây dựng vật liệu Chí Linh Hải Dương.
khu khai thác ngay sát khu vực sinh sống của hàng chục hộ dân cư tại Lôi Động, phường Cộng Hòa, Chí Linh. Theo phản ánh của những hộ dân nơi đây, gần một năm nay khi những chiếc máy xúc bắt đầu tiến hành khai thác đến khu vực sinh sống của họ thì bắt đầu xuất hiện hiện tượng nhà nứt nẻ. Cô hôm tôi làm ở nhà là nhà có phát ra tiếng nổ luôn. Thế tôi xem nhà cửa thì bắt đầu nó cứ nứt xé dần ra. Cứ vài hôm lại xé ra một ít. Đấy, mà đằng trước này, trên tầng này, tầng 1, tầng 2 là nó cũng nứt đấy. Bên kia khác thì họ bảo là không ảnh hưởng gì. Thế nhưng mà bên nhà mình thì mỗi ngày nó còn nứt. Đấy, cứ mỗi ngày mình nứt thêm dần. Mới đầu thì nó dạng nhỏ nhỏ thôi, dần dần nó sẽ to to dần. Cũng rất là lo. Thế nhưng mà cũng không biết làm gì đâu. Chỉ có chờ là bên trên giải quyết các thứ như thế nào thôi chứ. Cũng theo người dân, việc khai thác của công ty sản xuất xây dựng vật liệu Chí Linh đang thực hiện quá sát với giáp ranh phần đất sinh sống của hơn 22 hộ dân nơi đây. Không chỉ khiến các công trình nhà ở bắt đầu hư hại, không có dấu hiệu dừng lại. Cuộc sống của người dân nơi đây cũng đang hết sức bất tiện vì ô nhiễm tiếng ồn và ảnh hưởng môi trường vì việc khai thác này. Khu vực mình nên là 2018-2019 bắt đầu mở sâu lên này. Cái máy lửa nó đợi đều nó bơm nước này nhiều hôm nó dậy quá sớm. Đây là một trước kia còn lúc chúng tôi chẳng hạn bơm một cái tét một khối rưỡi chúng tôi chỉ bơm 3 phút nhưng bây giờ bơm hơn một tiếng thì mới đủ mới đậm. Bắt đầu khai thác thì bắt đầu cái nước thải của cái dưới moang lên qua cái mương này ra cánh đồng là ảnh hưởng đến nông nghiệp của dân ở đây rồi. Cái thứ hai là ngày xưa chúng tôi riêng các con mương này là có cá rồi có cua rồi có rất nhiều các loại cơ mà sau khi khai thác bây giờ coi nó tiệt chủng hết. Cái khai thác người ta múc như này thì nó lại khác, người ta hút dưới lòng đất mang cái máy hút cát thì nó hút rút ra thì rỗng. Như năm ngoái nếu như tôi không khống chế tôi thì họ sẽ đặt cái máy hút ngay đằng sau nhà tôi thì hút cát thì chắc nhà tôi đổ rồi, chỉ biết họ đến họ khai thác. Còn cách từ cái khu khai thác đến nhà dân thì khoảng 10-15 mét thôi. Đấy, mà độ sâu thì thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng tôi lâu dài là cái đất ở, cái nhà ở, lâu dài đời con, đời cháu. Mặc dù đã nhiều lần gửi đơn lên các cơ quan chức năng, nhưng đến nay việc phân định nguyên nhân khiến nhà dân bị xuống cấp do công trình khai thác khoáng sản tại đây hay không thì vẫn chưa nhận được phản hồi từ chính quyền sở tại. Khi mà xuống hiện trường thì chúng tôi tổng hợp được toàn bộ các vết nứt, vị trí khai thác của công ty chúng ta đã đo từ công trình của nhà dân đến mốc giới khai thác. Đoạn rộng cách nhà dân 3 mét, hẹp là cách hơn chục mét. Chúng tôi tổ chức để hòa giải giữa hai bên để thống nhất phương án khắc phục cho các hộ dân. Nhưng mà ý kiến là bên công ty là nứt này chưa xác định được do ảnh hưởng khai thác hay không, vượt cái thẩm quyền của địa phương. Chúng tôi không thể mời các nhà khoa học về để đánh giá được là cái việc này có ảnh hưởng hay không. Thì chúng tôi đã làm báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố để xem xét cũng như là chỉ đạo các cơ quan chức năng có thẩm quyền cũng có chuyên môn để phối hợp cùng với địa phương để cùng giải quyết. Nhưng đến nay thì Ủy ban phường vẫn chưa nhận được cái chỉ đạo của Ủy ban. Những vết nứt xuất hiện trong nhà dân đang ngày càng nhiều. Phía công ty khai thác thì nhất quyết không chấp nhận nguyên nhân từ phía mình. Và cứ thế, những hoang mang, lo lắng của chính những người dân ngày càng lớn dần. Khi ngôi nhà, nơi sinh sống của gia đình mình đang càng ngày càng không còn an toàn nữa. Liên quan vụ việc này, phóng viên VTC1 đang tiếp tục liên hệ làm việc với chính quyền thành phố Chí Linh cũng như các cơ quan liên quan để chờ câu trả lời thỏa đáng cho sự việc nói trên. Và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin đường dây nóng tiếp theo. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp hay những vấn đề quý vị gửi về trong chương trình, chúng tôi xin được tiếp nhận và sẽ sớm có phản hồi trong những chương trình tiếp theo. Xin quý vị hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0868010101, địa chỉ email đường dây nóng a@vtc.gov.vn. Còn bây giờ xin cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị.